làm việc với nhỏ diễn viên Kiều. Em gái ơi, lấy chị đôi dép tay xem 4 sen giá 65.000 với. Chị làm cái gì vậy? Gì? Chị mới làm cái gì em nhở? Kêu em lấy dép nè. Chị có biết là em đau lắm không? Sao mà chị cứ đụng chạm em vậy hả? Rồi mà tay đâu em cầm vô lăng lái làm tôi ghi đi về nhà. Cái xe em gần 30 tỷ lận đó. Rồi lỡ nha, xe hư tiền đâu mà em trả? Chưa kể sửa xe 6 tháng 1 năm nữa. Lỗi em không đi làm, không có lương, chị nuôi em hả? Ờ, chị đâu có làm gì em đâu. Chị ác lắm, thôi em đi về đây, chị làm hết đi. Ủa Nhung Nhung, lấy dép cho khách đi, chị làm gì sai hả? Mày dậy chưa? Lên luôn cho anh em con siêu của ngày hôm nay giá 65 ngàn nhé. Cao 4 sen mẹ cũng mua, con phải bênh mẹ chứ. Thế sao mỗi lần mà bố sai thì con bênh bố, mẹ bảo là đã sai thì bênh cái nỗi gì?